Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục truyền hình nhân đạo. Thưa quý vị, những ngày cận Tết, các đơn vị địa phương trong tỉnh đang tích cực chăm lo cho người nghèo bằng những lời động viên, hỏi thăm và nhiều phần quà thiết thực. Đây là nội dung chính mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chuyên mục kỳ này. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2019 vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Cạn đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua kêu gọi vận động sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội đã thu hút được số tiền gần 7 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo. Trong đó nổi bật là các hoạt động như Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, công tác cứu trợ thường xuyên và đột xuất, triển khai các công trình nhân đạo điện thắp sáng đường quê, sửa chữa nâng cấp lớp học, làm đường bê tông nông thôn, bàn giao nhà chữ thập đỏ, dự án nước sạch và vệ sinh, dự án ngân hàng bò và dự án chăn nuôi trâu bò gia súc. Thông qua các hoạt động này, Hội Chữ Thập Đỏ đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng một xã hội bình đẳng tốt đẹp, không ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh những hoạt động nhân đạo, năm 2019, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được Hội Chữ Thập Đỏ đẩy mạnh thực hiện. Tính đến hết năm, Hội đã vận động các tổ chức đơn vị đóng góp được trên 465 triệu đồng cho công tác này. Đáng chú ý từ sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và Quỹ Nhân Đạo của các huyện hội, Hội Chữ Thập Đỏ đã chỉ đạo tổ chức khám nhân đạo, cấp phát 4.000 suất thuốc miễn phí cho nhân dân các dân tộc nghèo, diện khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, thành phố, Hội Thầy Thuốc Trẻ tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí được 14 đợt cho trên 4.200 lượt đối tượng nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, trong năm, Hội còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí và sữa cho 300 lượt người nghèo. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho 50 lượt người thuộc hộ nghèo tại xã Cư Lễ, huyện Na Rì. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo lại được các cấp ngành địa phương, các tổ chức cá nhân quan tâm thực hiện, nhằm chung tay giúp các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn có thêm một cái Tết ấm áp, trọn vẹn. Dịp Tết Canh Tí 2020, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Cạn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Những chiếc cặp sách, những bộ áo ấm là món quà Tết mà Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Cạn vừa trao cho các em học sinh nghèo của điểm trường Cọc Ngu, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể. Dù giá trị những món quà này không lớn, song chúng lại mang đến niềm vui cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn này. Con cảm thấy rất là vui. Con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cùng với các đơn vị địa phương, Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức nhiều chương trình hoạt động chăm lo tặng quà Tết cho người nghèo. Năm nay, ngay từ tháng 11 năm 2019, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Cạn đã xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn đi thăm hỏi tặng quà các gia đình thuộc hộ nghèo và đối tượng chính sách. Trong đó, nhiều phần quà thiết thực như quần áo, sách vở, gạo, mì chính, chăn ấm đã được trao đến tận tay các hộ nghèo và các em học sinh vùng khó khăn. Với mục đích là tuyên truyền vận động cán bộ cũng như là hội viên và đặc biệt cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh, và đồng thời nữa là kêu gọi cái sự đóng góp của tổ chức cá nhân trên cả nước, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lên lân cận. Chúng tôi phấn đấu là cố gắng là trong cái thời gian coi như Tết năm Canh Tí hôm nay thực hiện đảm bảo trên 4.000 xuất quà để giúp đỡ các cái đối tượng cần được sự giúp đỡ. Đặc biệt với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hội sinh viên, Hội Chữ Thập Đỏ các tỉnh, trong những ngày cận Tết, ngoài những phần quà, tiền mặt, nhu yếu phẩm, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh còn xây dựng được các công trình vệ sinh, phòng học, nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ mua sắm bàn ghế, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh vui xuân đón Tết với tổng giá trị lên tới hơn 2,5 tỷ đồng. Dịp Tết Canh Tí năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy và nhiều cơ quan đơn vị khác cũng đã trao đến tay các đối tượng nghèo nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa. Qua đó góp phần chia sẻ động viên kịp thời, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết vui vẻ, ấm áp. Cảm ơn Đảng và Nhà nước rất quan tâm thương bạn đến bản thân tôi. Thì năm nào cũng đến tặng quà và chúc mừng. Nói chung là các gia đình chính sách thì nhà nước cũng đã quan tâm nhiều rồi. Nói riêng là bản thân gia đình tôi cũng đã được nhận các
7 món quà ở trên tỉnh với trên huyện với xã đã nhất rất nhiều lần rồi. Trong năm nay các đơn vị tặng quà cho gia đình tôi thì tôi rất cảm ơn, rất mừng. Với tinh thần sẻ chia tương thân tương ái, bằng sự chung tay của các cấp ngành và sự ủng hộ đóng góp của các đơn vị tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm, hy vọng rằng Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn sẽ đón thêm một mùa xuân yên vui, đầm ấm. Thưa quý vị, chồng mất, một mình nuôi hai con ăn học, chị Lý Thị Hoa ở thôn Nạc Cà, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông là mẹ đơn thân, cuộc sống vô cùng khó khăn. Một địa chỉ nhân đạo ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm gia đình người phụ nữ này để hiểu thêm những vất vả mà chị đang gặp phải. Căn nhà đơn sơ, mục nát, siêu vẹo này là nơi ở của ba mẹ con chị Lý Thị Hoa. Trong lúc người con cả chưa đi học về, chị Hoa vừa tranh thủ làm việc nhà, vừa ôn lại bài cho cậu con trai út. Trên gương mặt sạm nắng của người phụ nữ này, thoáng nhìn khá bình thản nhưng lại ẩn chứa trong đó nhiều nỗi đau. Năm 2004, chị lấy chồng và lần lượt sinh hai đứa con trai khi chúng đến tuổi đi học. Hai vợ chồng gửi con cho ông bà ngoại để đi làm ăn xa. Thế nhưng vào đầu năm 2017, khi nghe tin bố mất, chồng chị phải bỏ dở công việc để về lo tang và chăm sóc nhà cửa. 4 tháng sau đó, anh cũng đột ngột ra đi vì một cơn lũ dữ. Chồng mất, một mình tôi nuôi hai con nhỏ rất khó khăn. Chỉ biết cũng làm ruộng, làm một vùng ruộng đấy chỉ đủ ăn thôi. Xong là nuôi mấy con gà, xong là làm trồng tí rau để ăn thôi. Còn không có thu nhập hàng ngày cũng không có. Hiện tại cuộc sống của gia đình chị rất khó khăn do vừa phải lo kiếm bữa ăn hàng ngày, vừa lo dạy dỗ con cái nên thân thể chị cứ héo mòn đi. Căn bệnh dạ dày thi thoảng lại hành hạ chị. Vườn rau thiếu bàn tay chăm sóc nên cũng không được xanh tốt. Ngôi nhà làm từ cách nay hơn 30 năm đã bị rột nát, không người sửa sang. Mỗi khi mưa gió lại khiến ba mẹ con khổ sở. Biết được hoàn cảnh của chị Hoa, thời gian qua Hội Phụ Nữ xã Mỹ Thanh và nhiều tổ chức hội đoàn thể đã đến thăm hỏi giúp đỡ gia đình chị. Tuy nhiên những việc làm đó cũng chỉ nhằm động viên giúp chị vơi bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống. Phụ nữ xã là cũng thường xuyên là đến thăm hỏi động viên, quan tâm đến chị đấy. Vừa rồi thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là cũng giúp đỡ chị làm các thủ tục như chị là phụ nữ đơn thân nuôi con theo nghị định 136 thì cũng làm tiến hành làm hồ sơ, nhưng mà hiện tại là cũng chưa được hưởng chế độ đấy, thì cũng mong muốn là các cấp các ngành là quan tâm để cho chị được hưởng một chút chế độ để cho con cái học hành. Tôi cũng mong là giúp đỡ ở cấp trên hay là để tôi được thoát nghèo, tạo điều kiện giúp đỡ để cho hai con tôi có điều kiện học hành tốt hơn. Rất đáng được lưu tâm và rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Lý Thị Hoa, thôn Nạc Cà, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông hoặc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thanh, số điện thoại 0915426122 hoặc 0963119360. Đến đây, chuyên mục truyền hình nhân đạo xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.